Kính chào khán thính giả của đài Sài Gòn TV 55.3 vùng Argentina và toàn thể trên thế giới. Tôi David Đặng xin đại diện cho ban tổ chức của hội chợ xuân 2017 tại Đền Thành Plaza. Hôm nay chúng tôi lên đây để có dịp trình bày cùng quý đồng hương, nhất là vùng Argentina và phụ cận, chương trình Tết của tại Bến Thành Plaza trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật 20, 21, 22 của tháng Giêng 2017. Và trong bộ tội này chúng tôi có anh Hiếu đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng Terracaudi, có chú Hóa đại diện cho hội võ thuật Birmingham, có cô Yến Nguyễn đại diện cho phòng thương mại Á Châu. Thưa quý vị đài Sài Gòn Television 55.3, tôi Nguyễn Trọng Hiếu đại diện cho cộng đồng Hà Tarn. Dạ, thưa kính chào quý vị. Vâng, tôi là võ sư Nguyễn Tấn Hóa, trung tâm trưởng trung tâm Vô Việt Nam Việt Vĩ Đạo Đà Lạt Forward. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả đồng hương. Dạ, Yến Nguyễn của phòng thương mại Á Châu xin kính chào quý vị. Thưa quý vị khán thính giả khắp bốn phương, năm nay là năm đầu tiên Bến Thành Plaza xin được ra mắt cùng quý đồng hương trong vùng Đà Lạt Forward. Là năm đầu tiên cho nên mọi sự tổ chức có vẻ cũng còn rất là mới mẻ đối với chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong nhận được sự góp ý kiến của toàn thể quý vị. Vì thế cho nên năm nay giống như nói là năm đầu tiên cho nên Bến Thành Plaza chắc chắn cũng còn học hỏi rất nhiều. Vì thế cho nên góp gió thành bão, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Cho nên chúng tôi đã có lời yêu cầu cộng đồng và các hội đoàn địa phương tiếp tay Bến Thành Plaza làm sao đó để chúng ta trong cộng đồng người Việt chúng ta ở đây tuy tha hương sau bao nhiêu năm nhưng vẫn nhớ về cái Tết cổ truyền và cố gắng bằng mọi sức của chúng ta để có một tạo được một cái dịp Tết rất là phong phú và nói là hoành tráng cho bà con. Thì riêng Bến Thành Plaza tự nguyện sẽ là một cái nơi mà quý vị có thể hội tụ đến đây và tổ chức các sinh hoạt. Và năm nay là năm đầu tiên là sinh hoạt Tết, cũng là sinh hoạt đầu tiên mà Bến Thành Plaza muốn cống hiến cùng quý vị. Thì sở dĩ có các ban ngành ở đây, có cộng đồng, có Vui Nam phòng thương mại, vì mọi người chúng tôi có một cái trách nhiệm riêng và phối hợp lại thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ cống hiến cho quý vị ba ngày Tết rất là vui vẻ. Thì xin anh Hiếu cho quý khán giả biết thêm một số chi tiết cũng giống nhiệm vụ của cộng đồng của chúng ta trong việc đóng góp vào cái hội chợ này như thế nào. Dạ, thưa anh David Đặng, thưa quý vị, khi mà được anh David Đặng mời hợp tác thì chúng tôi rất là mừng, phần nên chúng tôi đồng ý hợp tác với anh David Đặng, với chị Yến và chú Hóa. Thì cái chương trình sẽ được tổ chức là 3 ngày, là từ thứ 6 từ 6 giờ chiều tới 10 giờ khuya, thứ 7 từ 10 giờ sáng tới 11 giờ khuya và ngày chủ nhật từ 12 giờ trưa tới 11 giờ tối. Thì cái chương trình rất là phong phú, được có nhiều, rất là nhiều chi tiết quý vị. Nói tới Tết thì có lẽ là trong chúng ta chưa ai mà quên được cái câu nói thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu cành pháo bánh chưng xanh. Thì đó là cái nói về cái Tết. Mà năm nay quý vị thấy có một cái điều đặc biệt, từ trước đến giờ các chợ hay là các cơ sở thương mại khi mà tổ chức Tết thì họ tự động đứng ra một mình, nhưng mà năm nay chúng tôi thấy có một cái điều đặc biệt là anh David Đặng, chủ nhân của chợ Bến Thành, không phải đứng một mình. Mặc dù anh là cái người chịu tất cả những từ cái sân chơi cho tới tài chính anh phải lo hết, nhưng mà anh là mời cộng đồng, mời các hội đoàn tới để cùng tham dự tổ chức cái 3 ngày Tết cho nó thật là hoành tráng cho cộng đồng. Thật sự ra chúng tôi chỉ là người đại diện cho các hội đoàn, chứ đúng ra theo tinh thần của anh David là bất cứ hội đoàn nào cũng có thể tham dự vào cái ban tổ chức này để tổ chức cho các 3 ngày Tết được tốt đẹp. Thì bên Vô Việt Nam chúng tôi đặc trách về vấn đề mà cái khâu bus, tức là tất cả quý vị ai có những cái tài năng về nấu ăn, nấu nướng hoặc có những cái tài năng về khuếch trương mặt hàng này, mặt hàng kia thì chúng tôi đặc trách về vấn đề đó. Thì nói tới cái bus do anh David Đặng khởi xướng thì cái bus rất là tượng trưng, tức là 3 ngày và chúng tôi chỉ lấy quý vị có 300 đồng thôi. Tuy nhiên có một cái điều anh chủ nhân bên thành cũng nói rằng nếu cái thời tiết mà nó xấu mà chúng ta phải tổ chức ở trong thì tất cả những cái tiền của quý vị để deposit quý vị sẽ được return lại. Thì đó là nói về cái boost.
Thành ra chính vì cái điều đó, chúng tôi muốn thưa với quý vị là nếu những ai muốn ghi danh để có một cái gian hàng đó, xin quý vị liên lạc trực tiếp với tôi là võ sư Nguyễn Tiến Hóa với số điện thoại là 817-521-8002. Và tôi có một người phụ tá là anh Trần Lực, số điện thoại là 972-330-3397. Thì đó là những cái chi tiết mà quý vị có thể ghi danh để tổ chức những gian hàng của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nói là thời gian thì nó đi rất là mau. Xin quý vị ghi danh càng sớm càng tốt. Và khi quý vị ghi danh sớm, tức là quý vị có thể chọn được những địa điểm mà quý vị muốn. Thì đó là những cái điều mà quý vị nên nhớ. Ngoài ra, những cơ sở mà thiện nguyện, Numberfit hay là nhà thờ hay là chùa thì đều được miễn phí. Tuy nhiên, để cho cái sự góp mặt nó chắc chắn, thì dù là quý vị được miễn phí nhưng mà quý vị cũng phải ghi danh. Và khi quý vị ghi danh thì quý vị phải deposit là 50 đồng để cho quý vị thực sự serious về vấn đề gian hàng của quý vị. Và sau khi quý vị tới tham dự rồi đó, chúng tôi sẽ return lại. Đó là cái phần của bên gian hàng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn chú. Thì chủ yếu là quý vị vừa nghe vui là tránh. Cho nên số tiền nhỏ nhoi quý vị deposit 50 đồng chỉ là có tượng trưng và để tỏ lòng quý vị thật tâm thật lòng muốn đóng góp ngày vui chúng tôi. Cho nên sau buổi lễ thì chúng tôi sẽ refund quý vị. Còn như vì rằng khi mà tổ chức như vậy, chúng tôi còn phải thuê những cái lều, chúng tôi phải thuê bàn ghế, phải thuê nhân viên bảo vệ, thứ thứ thì chi phí rất nhiều. Cho nên cái 50 đồng đó chúng tôi chỉ giữ trưng lại và muốn chứng minh rằng quý vị serious, là quý vị sẽ cố gắng tham dự đông đảo để mà góp vui chúng tôi. Và bên cạnh tôi là cô Yến Nguyễn, là một nhân vật cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta. Cô Yến đại diện cho phòng thương mại Á Châu dùng Theracaudi. Thời gian vừa qua tổ chức rất nhiều hội hè ở dùng Theracaudi này, và gần đây thì cũng đã tổ chức rất thành công cái buổi hội chả giò tại Bến Thành Plaza. Đây là dịp đầu tiên. Thì trong năm nay, trong dịp Tết này, cô Hiến cũng sẽ có một vai trò rất là quan trọng, tức là điều họp tổng quát. Thì xin mời cô bổ sung thêm những cái vai trò của cô là phòng thương mại trong cái dịp, trong cái ban tổ chức này cũng như trong cái dịp tổ chức lễ này. Cảm ơn anh Trey về trong cái ngày Tết này thì bổn phận của phòng thương mại Á Châu là lo về những cái chương trình. Và năm này đó thì phòng thương mại Á Châu với là ban tổ chức đã rất là tốn kém rất là nhiều thời gian để làm sao để cho cái chương trình nó thật là cái chính là cái vui và nó thật là phong phú. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ngày nào là cũng có múa lân và có những ca sĩ nổi tiếng từ Cali về. Và trong cái giữa between mấy cái chương trình, thứ nhất là cái đặc biệt thứ sáu là có chợ Tết. Thì dĩ nhiên là mùa Tết thì quý vị ai cũng phải mua một ít hoa, một là mai hoặc đào để trưng trong nhà. Rồi chương trình thứ bảy bắt đầu từ sáng sớm cho tới chiều. Thì khi nào quý vị tới, ngoài trừ đi ăn uống, mua bán, thì nó sẽ có nhiều mục cho quý vị. Có hai mục nó rất là thích thú trong cái ngày đó. Là thứ nhất là có cái mục fashion show áo dài. Thật là rất là đẹp và rất là hay, và các chị rất mê về cái mục đó. Và cái mục nhiều người có thể ưa thích nữa là cái mục mà hát cho nhau nghe đó. Tùy quý vị tới giờ nào là sẽ có chương trình và có nhiều mục khác cho quý vị hưởng, ngoài trừ cái giờ mà quý vị ăn uống đi shopping. Và ngày chủ nhật đó là cái ngày xổ số chiếc xe đó, và anh David sẽ nói thêm chi tiết về cái ngày đó. Anh David thì chắc chắn quý vị cũng nghe trên các cái phương tiện truyền thông, là đặc biệt trong chương trình năm nay là Bến Thành Plaza đã tài trợ có một cái chương trình là chúng giải thưởng rất đặc biệt. Giải đầu tiên là chiếc xe Corolla 2017, giải thứ hai là một cái massage trị giá 3,000 đô, và giải thứ ba là cái vé khứ hồi đi Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi đang open và sẽ có khoảng trên 100 giải từ 20 cho đến 1.000 đô. Thì kêu gọi mạnh thường quân các nhà bảo trợ sẽ tham gia chương trình từ 20 đô cho tới 1.000 đô. Thì đó chương trình đặc biệt là sponsor bởi Bến Thành Plaza.
Thì ngoài ra thì chúng tôi vẫn có chương trình ca nhạc rất là vui, tức là có khoảng 7 tới 8 ca sĩ từ Cali, tức là pro. Những ca sĩ này rất là thượng thặng và đã từng trình diễn trên các cái màn ảnh lớn của Thúy Nga cũng giống Asia. Thì xin quý vị dành chút thời giờ để đến 3 ngày đó chung vui với chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi được biết là nhiệm vụ cộng đồng năm nay cũng rất là quan trọng, tức là trong việc đối ngoại với lại chính quyền địa phương. Thì nhà anh Hiếu bổ sung thêm là chương trình năm nay mình sẽ có những chương trình mời gọi các cái giới chức địa phương như thế nào, cũng giống như chủ ăn Texas mời. Thưa quý vị, ngày thứ Bảy lúc 10 giờ thì cộng đồng sẽ đã gửi ra mời những người mayor của Arlington, Grand Prix Sheriff. Xin quý vị tới đúng 10 giờ sáng ngày thứ Bảy. Chương trình là đốt pháo múa lân và nghi lễ cổ truyền và chào cờ. Quý vị tới lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy cùng với cộng đồng biểu dương cái lực lượng của người Việt Nam mình ở vùng Arlington này. Cảm ơn anh. Tôi David Tạng, đại diện Bánh Thầm Plaza, xin được trân trọng kính chào quý vị và rất mong quý vị khán giả vùng Arlington phụ cận đến trung ương tôi trong 3 ngày 20, 21, 22 tháng giêng này. Phòng Thương mại Á Châu cũng rất là mong mỏi mời những quý vị và thân chủ tới tham gia trong 3 ngày Tết và chúc quý vị được một ngày tốt đẹp. Trước khi chia tay, một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả đồng hương lời chào thân thương, quý mến nhất và kính chúc quý vị những ngày tháng sắp tới luôn được bình an, mạnh khỏe và may mắn. Và nhân đây, đại diện Ban chấp hành cộng đồng Hạ Thơn chúc quý vị một năm mới và bạn sự nhí. Xin đại diện ban tổ chức, chúng tôi xin thành kính quý vị một năm mới 2007 được bạn sự nhí.